thống môn Bùi Tiến Dũng bị tai nạn, siêu xe 30 tỷ đồng hư hại. Trong thời gian này, ngoài tập luyện theo lịch tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, thủ môn Bùi Tiến Dũng khá rảnh rỗi. Anh dành nhiều thời gian hơn cho du lịch, chăm sóc bạn gái và thực hiện một số công việc cá nhân khác. Mới đây, hình ảnh được Bùi Tiến Dũng cập nhật trên trang cá nhân về va chạm trên đường khiến không ít người thấp thỏm lo sợ. Theo đó, Bùi Tiến Dũng đã đăng tải một story ngắn chụp lại tình trạng của chiếc siêu xe mà anh đang lái. Có thể thấy, anh đã không may xảy ra va chạm trên đường, phần kính ở gương của siêu xe đã vỡ nát. Anh đăng ảnh với dòng trạng thái của đi thay người, cùng với đó là một ai cần khóc. Điều này cũng giúp người hâm mộ yên tâm phần nào, bởi Bùi Tiến Dũng không gặp tổn thương gì quá nghiêm trọng. Mặc dù vậy, nhìn phần gương của siêu xe đã vỡ, nhiều người cảm thấy xót thay cho anh chàng. Được biết, xế hợp trên là dòng xe có giá lăn bánh lên tới 30 tỷ đồng. Sau vụ va chạm này, Tiến Dũng sẽ phải bỏ kha khá tiền để sửa xe cho mà xem.